Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để đón xem những video mới nhất của chúng tôi về những tin tức mới nhất, những sự kiện diễn ra trong ngày. Trong ngày hôm nay, có những tin tức sự kiện nào đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mưa lớn gây sạt lở đất làm hai người thiệt mạng tại Yên Bái. Thông tin tới phóng viên thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết, từ đêm mùng 6 tháng 10 đến rạng sáng mùng 7 tháng 10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất vào nhà dân, khiến hai người ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái thiệt mạng. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái. Trước tình hình trên, rạng sáng mùng 7 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã thành lập đoàn công tác do ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đánh giá tình hình lũ, ngập lụt và sạt lở đất, thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng. Huyện Văn Yên huy động 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, điều tiết, phân luồng giao thông, tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông trên địa bàn. Đối với hai người dân thiệt mạng do sạt lở đất tại thôn Gốc Nhội, các lực lượng đã đưa thi thể về và hỗ trợ gia đình làm các thủ tục an táng. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến nhân dân, chủ động các phương án phòng tránh, ứng phó, tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai bão số 4 hiện mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Ngày và đêm mùng 7 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Tin bão số 4 trên Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày mùng 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 13, 134-149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Từ 72-96 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Bão số 4 gây gió mạnh, sóng lớn, mưa rông trên biển do tác động của bão số 4. Ngày và đêm mùng 7 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão số 4 đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Bắc 4-6m, vùng gần tâm bão cao 7-9m. Ngoài ra, trong ngày và đêm mùng 7 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngày và đêm mùng 8 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9. Vùng gần tâm bão số 4 đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, biển động dữ dội, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 4-6m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 3, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ. Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, mùng 7 tháng 10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 6 tháng 10 đến 8 giờ ngày mùng 7 tháng 10 có nơi trên 120mm như Tân Đồng, Yên Bái 197.2mm, Quản Bạ, Hà Giang 124.8mm, Hùng Đức, Tuyên Quang 187mm, Ninh Tường, Thái Nguyên 140.6mm, Thanh Ba, Phú Thọ 144mm. Dự báo, ngày mùng 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và đêm mùng 7 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Bão số 4 giật cấp 16 ở Biển Đông, miền Bắc nhiều nơi mưa rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4, tên quốc tế bão Nu cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 134-149 km/h, giật cấp 16,
di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam. Bão giảm cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 15, khu vực chịu ảnh hưởng, phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 9 tháng 10, bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía Tây Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Thời điểm này bão giảm 2 đến 3 cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 10, bão trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 9. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16. Biển động dữ dội, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao 7 đến 9 mét trên đất liền nước ta. Đêm qua và sáng sớm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6 tháng 10 đến 3 giờ ngày 7 tháng 10 có nơi trên 70mm như Chiêng Khong, Sơn La 78.6mm, Tân Đồng, Yên Bái 195.6mm, Hồng Đức, Tuyên Quang 164.2mm, Sảng Mộc, Thái Nguyên 103.6mm, Nông Thịnh, Bắc Cạn 84.2mm. Sáng 7 tháng 10, Bắc Bộ mưa rào và dông, vùng núi và trung du mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng cho biết, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía đông gây ra mưa rào và dông trên các quận huyện Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn. Trong 30 phút đến 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên. Sau đó khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, chiều và đêm mùng 7 tháng 10, Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Không khí lạnh gia tăng dần về tần suất và cường độ trong tháng 10 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Trong tháng 10 năm 2023, khả năng 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Cũng trong tháng này, không khí lạnh bắt đầu xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Tuy vậy, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong tháng 10 năm 2023, tổng lượng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên, cao hơn từ 5 đến 15%, Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Người dân cần đề phòng dông lốc và sét, có thể kèm theo mưa đá xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong tháng 10 năm 2023, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo. Dự báo thời tiết đêm ngày 29 tháng 9 và ngày 30 tháng 9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa to cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo chiều cường khu vực ven biển Nam Bộ. Theo đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 29 tháng 9, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm Hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4,9 m. Ghi nhận số liệu sóng quan trắc, vệ tinh, OHIP cho thấy, tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ độ cao sóng phổ biến 0,5 đến 1,5 m. Trong ngày 30 tháng 9, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ Nam Bộ phổ biến 0,5 đến 1,5 m. Mực nước chiều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15 m. Ảnh hưởng của chiều cường, ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.